À, tiếp theo thì hướng dẫn cái bài tập 1.8 nha. Một cửa hàng sách ước lượng rằng trong tổng số khách hàng đến cửa hàng có 30% khách hàng cần hỏi nhân viên bán hàng và 20% khách hàng mua sách và 15% khách thực hiện cả hai điều trên. Gặp ngẫu nhiên một khách trong nhà sách tính xác suất để người này không thực hiện cả hai điều trên. À, câu B không mua sách biết rằng người này đã hỏi nhân viên bán hàng. Thì đầu tiên đó là mình gọi tên biến cố, mình gọi A là biến cố khách hỏi nhân viên bán hàng và B là biến cố khách mua sách. Thì theo đề bài đó thì mình có là xác suất biến cố khách hỏi nhân viên bán hàng là 30%, tức là 0,3, và khách mua sách là 20%, tức là 0,2 nè. Đó. Và mình có là sách để khách thực hiện cả hai điều trên, tức là vừa hỏi nhân viên bán hàng và vừa mua sách. Ha, là bằng xác suất của biến cố A giao B đó bằng 0,15. Ha. Đấy, thì bây giờ mình giải câu A, tức là xác suất không thực hiện cả hai điều trên, tức là xác suất của biến cố A ngang giao với B ngang. Mà A ngang giao với B ngang thì nó sẽ bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố A hợp B. Ha. Tức là A ngang giao B ngang thì nó chính là không thực hiện cái hai điều trên, còn A hợp B nó chính là có thực hiện ít nhất một trong hai điều trên, đúng không? Đấy, cho nên là hai biến cố này hai biến cố đối lập nè. Vậy thì xác suất của biến cố A ngang giao B ngang mình lấy 1 trừ đi cho xác suất của biến cố A hợp B, đúng không? Đó, và mình triển khai công thức cộng xác suất nè, tức là xác suất của biến cố A hợp B ấy, thì nó bằng xác suất biến cố A cộng xác suất biến cố B trừ đi cho xác suất của biến cố A vô B. Đúng chưa? Như vậy thì ở đây mình thế số vô thì nó ra 0,65. À, còn ở câu B đó nó yêu cầu là tính xác suất không mua sách biết rằng người này đã hỏi nhân viên bán hàng, tức là ở đây mình cần tính xác suất điều kiện nha. Mua sách là biến cố B, vậy thì không mua sách là B ngang. À, biết rằng người này hỏi nhân viên bán hàng, tức là biến cố A. Yeah. Như vậy thì ở đây mình cần tính xác suất của biến cố B ngang với điều kiện A. Thì ở đây mình áp dụng công thức tính chất của tính chất của xác suất điều kiện ấy, thì nó sẽ bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố A với điều kiện, B với điều kiện A. Yeah. B ngang với điều kiện A thì bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố B với điều kiện A. Và B với điều kiện A thì mình áp dụng công thức xác suất điều kiện thì nó bằng xác suất của biến cố A do B chia cho xác suất biến cố A. Đấy. Thì mình thế số vào thì nó ra là 0,5.